mẹ bầu Lê Âu Ngân Anh hưởng trăng mật muộn ở Anh. Vợ chồng Hoa hậu Ngân Anh có nhiều hành động lãng mạn khi cùng tới Anh hưởng trăng mật muộn. Ngân Anh nói khi kết hôn, vợ chồng cô chia sẻ với nhau rằng họ muốn đến nước Anh hưởng trăng mật. Do công việc bận rộn, đầu tháng 6 năm nay, họ mới bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ. Thời gian đó, Ngân Anh mang bầu được 3 tháng, Tony muốn chia sẻ ngay tin vui tới mọi người nhưng vợ cản. Cô muốn thông báo tin mang thai vào sinh nhật chồng, tại nơi anh mong ước được đặt chân đến. Sân vận động Old Trafford ở thành phố Manchester là nơi đội bóng anh đi yêu thích từ nhỏ. Anh muốn đến đây lần đầu cùng vợ mình, Ngân Anh nói với Ngôi Sao Sáng ngày 21 tháng 8. Ngân Anh dành cả ngày sinh nhật chồng để đi tàu lửa từ London đến Manchester, cùng anh khám phá sân Old Trafford. Thời tiết ở Anh vào cuối hè, đầu thu đẹp, dễ chịu khiến đôi uyên ương thích thú. Ngân Anh đưa chồng đến thăm Đại học Stanford, nơi cô từng tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu ngành quản trị sự kiện quốc tế. Vợ chồng Ngân Anh trải nghiệm vòng quay London Eye, nơi được nhiều đôi chọn làm điểm cầu hôn, tổ chức đám cưới. Vợ chồng Ngân Anh ghi lại khoảnh khắc tình tứ. Mỹ nhân 28 tuổi kể mỗi buổi tối đi chơi về. Chồng biết cô đi bộ lâu hay bị đau chân nên mua miếng dán giảm nhức mỏi, massage chân cho vợ. Sau khi ghé cung điện Westminster nằm bên bờ sông Thames, vợ chồng Ngân Anh tới tháp Elizabeth, được nhiều người biết đến với tên gọi tháp đồng hồ Big Ben, tham quan. Công trình chinh phục vợ chồng Ngân Anh bởi vẻ uy nghi, tráng lệ và bề dày văn hóa, lịch sử. Đôi trẻ trải nghiệm trà chiều kiểu Anh trên xe buýt chạy quanh thành phố London. Ngân Anh nói cô quen với văn hóa, con người ở Anh nên thoải mái tận hưởng. Người dân ở Anh thân thiện, dịch vụ chuyên nghiệp. Tôi là người giỏi sắp xếp lịch trình, biết nhiều điểm đến thú vị nên phụ trách việc đặt các dịch vụ. Sau đó, tôi dùng thẻ tín dụng của anh đi thanh toán, cô nói. Mỹ nhân nói ở Anh chủ yếu mọi người ăn bánh mì và bơ sữa. Chồng cô khó ăn đồ Tây nên hầu như ngày nào ở London cả hai cũng ghé khu Chinatown để ăn món Á. Mang thai con trai đầu lòng ở tháng thứ 6, Á hậu 4 Miss Intercontinental 2018 cho biết sức khỏe của cô suốt thai kỳ ổn định, cơ thể không có nhiều thay đổi. Cô vẫn đi làm, đi chơi, tập yoga và ăn uống bình thường. Ngân Anh nói việc có em bé nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô nhưng lần đầu thấy que thử hiện lên hai vạch, người đẹp có cảm giác hạnh phúc xen lẫn đôi chút bối rối. Cô tiết lộ ông xã Tony ngán thay mình 3 tháng đầu. Anh ăn và thèm nhiều món, hay chóng mặt, tính khí nhạy cảm hơn. Suốt thai kỳ, anh luôn bên cạnh, đưa vợ đi khám thai, lưu giữ từng thước phim siêu âm của con. Anh chịu khó tham khảo những người đi trước các mẹo giảm đau nhức chân, các dịch vụ liên quan đến mẹ bầu và sắm sửa vài vật dụng sơ sinh cho bé. Anh đồng hành cùng cô trong việc thay giáo cho con bằng cách kể chuyện, tương tác với Tino vào buổi tối. Cả chồng và tôi đều bỡ ngỡ trong hành trình này nhưng có anh san sẻ nên tôi cũng bớt lo lắng. Vợ chồng tôi quan niệm con sinh ra khỏe mạnh, bình an, lành lặn là quan trọng nhất nên sẽ không đặt nhiều kỳ vọng làm con áp lực. Nhưng vì anh Ni rất thích đá banh nên cũng hay đùa vui rằng sau này muốn con trai sẽ được sang Anh học làm cầu thủ. Mỗi lần Tino đạp mạnh trong bụng là anh nói chuyện cùng và bảo con rất có tố chất, Ngân Anh tâm sự. Lê Âu Ngân Anh và Phan Tony tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 11 năm 2022 sau 2 năm tìm hiểu, hẹn hò. Mỹ nhân sinh năm 1995, quê Tiền Giang. Cô đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, là Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa 2018. Cô hiện là giám đốc chương trình quản trị sự kiện, kinh tế thể thao tại Đại học Hoa Sen, thỉnh thoảng làm MC truyền hình. Bên cạnh đó, cô làm quản lý dự án cho một công ty tư vấn tài chính và đầu tư đa ngành. Chồng Hoa hậu sinh năm 1990, hiện là biên tập viên, MC tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và giữ vị trí giám đốc một công ty truyền thông. Anh là đạo diễn, tổ chức sản xuất, người sáng tạo format nhiều chương trình như Quyền năng phái đẹp, Góc khuất hôn nhân, Con nhà người ta, Đẳng cấp quý cô, Góc nhìn, Bản tin sáng, 60 giây. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.